Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Hiện tại bây giờ đang là 11 rưỡi đêm nha mấy bạn. Đói quá là đói luôn rồi, chắc bây giờ chạy ra mua mặt đồ rồi, mua cái gì anh? Ăn đêm, ăn buổi tối. Cũng cần nhèm lắm mấy bạn. Cá nhà mình có mấy phút thôi. Chạy ra mua về làm thử thách ăn mặc đồ rồi cho mấy bạn coi nha. Ok. Go. Tới mẹ đôi đồ nha mấy bạn. Chuẩn bị tới nha. Mẹ đôi đồ, I'm coming. Đường tới thôi luôn. Giữa đêm khuya rồi mà. Mẹ đôi đồ ở đằng trước rồi. À, hai chị em mở mấy bạn. Chữ em mở ở đằng xe xe đó kìa. Bạn vô thôi. Áo bông một buổi tối nè. Nè, cứ thấy bỏ thang luôn. Lấy bánh cho các bạn. Mẹ đôi nồi. À, Big Mac nhiêu? Mới mua về tới nhà nè mấy bạn ơi. Đó, một ly nước ngọt to đùng. Đây là cái gì? Đó, đó. Wow. Một chiếc to đùng. Thành một cái mông.
Giờ mình sẽ ăn cái này trong vòng thật là nhanh, nhanh nhất có thể nha, 5 phút hoặc là ít hơn như vậy nữa. Thử thách ăn nhanh mấy bạn, vừa ăn tối vừa ăn nhanh luôn. Ok, giờ bắt đầu đổi giờ nha, là bắt đầu xét nha. Đó, đồng hồ là số 0 nè, không 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 rồi, đây đây bấm bắt đầu rồi. Đó, mình sẽ bấm anh cho vòng 5 phút. Ok, 5 phút bắt đầu. Đó. Ngon. Còn tiếp thôi. Ba phút rồi. Bốn phút rồi, ăn cầu phút thôi.
Vậy là chỉ có 5 phút 46 giây thôi các bạn. Đó, không biết ai vượt qua cái lục này của mình không. Ok, nếu bạn thấy hay thì hãy like và subscribe cho mình nha. Mình đang cần 1.000 subscriber để bắt được kiếm tiền đó mà. Thì ai ủng hộ cho mình thì nhớ bấm nút đăng ký nha. Ok mấy bạn. Hẹn gặp mấy bạn ở video sau, anh ấy khác nữa nha. Ok. Nếu như bạn nào muốn mình ăn bất cứ cái gì ở Úc này thì để lại comment bên dưới nha. Mình sẽ thử hết cho mấy bạn luôn. Ok.